Rồi xin chào em ơi, bữa nay là video cuối của năm anh em ơi. Rồi bữa nay em bán tới chốt đơn tới năm nhà chiều anh em ơi. Rồi nay sổ lẻ bộ giấy, mấy bộ giấy em chạy chơi luôn. Rồi giá chỉ giá cuối năm nha anh em. Nó giá bán em giá cuối năm luôn à. Rồi bộ giấy số 1 nha anh em. Rồi bộ giấy này, bộ giấy có RS nha. RS nè. À, nó không để số lỗi nha, nó chỉ để lỗi quay thôi. Anh em nào vô quay nào cũng được nha anh em. Nó để chỉ quay thôi, không để số lỗi RS hay gì, nó để chỉ quay thôi. Rồi biển số quay là đỏ đen nha anh em. Đỏ đen, đỏ 2006. Đỏ 2006 em ơi. Nó đỏ đen nha, 2006 nha. Số cũng ok luôn, 16 11. 4125 nha anh em. Rồi 4125 nè. Rồi lốc nha anh em ơi. 6452699. Rồi 6452699 hợp lệ nha anh em ơi. Sườn nè. Rồi sườn ống đồng hơi yếu chút anh em ơi. Sườn ống đồng hơi yếu chút nha. Còn lại là bao ok, nó chỉ ống đồng hơi yếu thôi. Còn lại bao đẹp nha anh em. Nó ống đồng yếu thôi. Anh em về gắn xe cỏ, xe đồ gì đặt luôn, một xe mất giấy Trung Quốc đâu gắn vô ngon y bài nha anh em. Nó xe RS biển số Hải Phòng nha anh em. Biển số 4125. Rồi số máy à. Rồi số khung chứ. Rồi 452655. Rồi 452655 ơi. Rồi giá bộ số 1 này, bộ RS này bán rẻ em xài chơi luôn. Lốc là đẹp nha. Lốc đẹp không lỗi. Lốc đẹp không lỗi luôn. Rồi giá bộ số 1 nè. Rồi bài đếm là 700 bao ship anh em. 700 bao ship nha. Nó 700 bao ship. Rồi tiền ship hết trăm mấy rồi. 700 bao ship nha. Giá mùa Tết nha anh em. Về vô quay Trung Quốc là mất giấy là y bài luôn. Rồi bộ giấy số 2 nha anh em. Rồi bộ giấy số 2 nè. Này ớt Thái nha. Ớt Thái trùng số khung số máy trùng nè em ơi. Nó số khung số máy trùng nha. Nó số khung số máy trùng. Ớt Thái nha. Đây đăng ký 27. Rồi màu là đen xám nha anh em. Đen xám. Nó đen xám, xung số máy trùng nha. Đây. 8047321. Rồi 8047321, số khung máy trùng, lốc thì đẹp luôn à. Lốc ở đã đằng đầu nha anh em ơi, lốc đằng đầu nè, còn ok nha. Rồi không tuôn răng sơ mi luôn. Lốc đẹp luôn anh em. Rồi sườn nè. Sườn thì Thái nè, râu ria quyền nhiều em ơi. Đây là ống bắt turbo nè. Bóng ống bắt xử lý khí thải. Rồi số khung số máy hợp lệ nha anh em ơi, bao hợp lệ nha, không lỗi. Nó sườn thì hơi yếu, ống đồng một xíu anh em ơi. Nó sườn ống đồng hơi mục nha anh em ơi, ống đồng mục nha anh em. Nó ớt Thái nè. Rồi bộ bán món ớt Thái này bán rẻ luôn. Nó sườn chỉ lỗi nha, lỗi ống đồng thôi, ống đồng thì hơi nát một xíu thôi. Rồi bán em là 900 bao ship anh em ơi, ớt Thái em ơi, ớt Thái 900 bao ship nha. Đó, anh em là không lấy thừa sườn trừ 200.000. Đó, 900 bao ship, sườn ớt Thái đẹp long lanh như hình, chỉ là lỗi ống đồng thôi. 900 bao ship nha anh em ơi, ớt Thái nha. Anh em về lên ớt Thái là ngon lành luôn. Xe nào xe cọp á, anh em sàn bỏ giấy này vô, cắt vô, đưa vô thành xe cọp nha anh em, xe ớt Thái nha. Rồi bộ giấy số 3 nha em ơi. Này là giấy có ớt chi quay em ơi, ớt chi quay nha, ớt chi quay nè. Ớt chi quay là Spray nha. Nó ớt chi quay 2004 nha em ơi. Nó giống như quay Thái 100 nha em ơi. Nó giống như quay 100 nè, y chang Thái 100 vậy, không khác gì nào. Nè số máy nè. KEVLE nè. Nó bao đúng có ớt chi. Rồi bộ giấy số 3 bỏ em ơi. Nãy lốc số rồi. Rồi tính sau đi. Rồi bộ giấy số 4 nha em. Bộ giấy full 1 nha em. Rồi 2001 nè. À, 201 nha. Này màu này màu ghi nha ơi, màu xám nha ơi, màu ghi. Rồi biển số 9 nút luôn anh em ơi. 7624 9 nút luôn. 7624 9 nút luôn anh em. Màu ghi nha. Rồi số máy nè. 0264228. Rồi 0264228 hợp lệ em ơi. Rồi lốc nè, lốc đẹp nha. Lốc đẹp. Không bị dở luôn, không tuôn răng sơ mi luôn. Rồi sườn nè, để coi sườn ngay. Nói sườn này còn ok mà ống đồng hơi yếu thôi. Này dính xin đất nha, rồi để cạo thử coi. Rồi ống đồng nó còn ok mà, nó hơi yếu chút nha em ơi, nó hơi sát chút. Ở đây lủng lỗ nhẹ nè. Rồi như hình nha, lủng lỗ nhẹ nha. Rồi bao số zin nè, kẹt trong kẹt quá khó quay em ơi. Rồi bán như hình đi. Nó bán là em bao là bao sườn là bao đẹp như hình. Rồi chỉ là lỗ nhẹ đây một cái nè. Ở đây ống đồng thì còn ok nè, nó hơi yếu, nó hơi sát thôi. Rồi như hình nha.
Rồi nay sổ từ mùa Tết luôn, bán em là bộ số 3 này. Rồi bộ giấy số 3 nha, khu 1 là đòi 2000 nha anh em. Đòi 2000 1 chứ, màu ghi nha. Rồi lỗi nhẹ ông này đây xíu nè. Ông đồng thì còn ok thôi, nó cũng hơi yếu yếu thôi chứ còn không đẹp lắm nha. Nó như hình nè. Rồi để này là 700 bao ship nha, giá này quá rẻ em ơi. Mùa Tết nha. Bộ giấy chỉ có 700 bao ship thôi anh em, quá rẻ. Rồi bộ giấy số 4 nha anh em. Giấy số 4 nè. Biển số đẹp luôn, 33 màu 4 luôn. 55155 luôn. Rồi số quá đẹp. Mà lóc hơi lỗi xíu nha anh em ơi. Đó. Lóc hơi lỗi xíu nha. Rồi lóc này hơi bị bể thôi nè. Nó bị nứt nè. Là nay bị sơ mi đóng nè mấy. Có sao vậy nha. Nó bể nè, bán rẻ mà giờ xe cỏ luôn. Mà cái này sườn còn ok. Rồi lóc bên như hình như mây lóc nè. Bao số zin nha. 0382973. Rồi 0382973. Hợp lệ nha. Rồi sườn dưới lỗi nhờ nha hình á. Hóc này anh em về hàng lại xài nha anh em. Rồi sườn thì ống đồng hơi yếu luôn. Ống đồng thì dính đất sình em ơi. Để cạo ra cái. Rồi ống đồng hơi yếu nha em ơi. Sao vậy nha anh em? Sườn còn ok. Rồi ở đây thì có hàng nè, có nói hàng nè. Nó có sao vậy nha. Ở đây nói hai bên luôn bây giờ chắc chạy đồ nặng quá hàng lại nha em ơi. Hàng lại xài nha. Rồi còn lại là bao đẹp như hình. Nó chỉ bởi lỗi nhà ống đồng hơi yếu nè. Ống đồng hơi yếu nè. Ở đây đuôi hàng nè. Hai bên hàng luôn nha. Rồi lốc thì bị lỗi. Rồi bán sổ rẻ luôn. Bán 700 bao ship luôn anh em ơi. Giá là như giá quay phụ mẫu luôn. 700 bao ship bộ giấy nha, phun alpha. Alpha 204 nha em ơi, alpha 204 nha. Biển số 5515, biển số đẹp quá. Đó, 700 bao ship bộ số 4. Rồi bộ số 5 nha em ơi. Bộ số 5 này có alpha 204 nha em ơi. Alpha. Ủa, phun 1 hả? Phun 1. Rồi phun 1 204 nha, màu xanh nha em ơi. Rồi đăng ký lại 2006 nha. Đây đăng ký lại 2006 nha em. Đăng ký lại 2006, bị rồi màu xanh nha anh em. Rồi số máy nè. 0523896. Rồi hợp lệ nha em ơi, hợp lệ nha. Rồi 0273. Rồi lốc thì đẹp. Lốc đẹp nha. Rồi không tu răng semi luôn. Rồi sườn nha anh em, sườn thì ngay thẳng nè, không đâm đụng ha nha anh em. Ống đồng thì bao đẹp nè. Ống đồng bao đẹp nha anh em. Đó, này bán rẻ luôn. Rồi có cần thắng dung chim đứng luôn, cần thắng còn đẹp nha, còn có một cái nóc nè. Nó như hình nha anh em. Rồi bán này bán rẻ luôn, bán em là. Rồi quá đẹp luôn à, sườn quá đẹp anh em ơi, 24 nha anh em. Nó bán anh em là 8,5 bao ship luôn nha. 8,5 bao ship luôn, bộ giấy luôn, sườn bao đẹp long lanh luôn. 24. Không lỗi. Rồi bộ giấy phun 1 là 24 nha em ơi, phun 1 là 24 nè. Này để dưới phun chờ. Rồi đăng ký là 26 nè. 24 nha anh em, phun 1 là 24. Rồi bán 8,5 bao ship nha anh em, 8,5 bao ship bộ giấy số 5. Rồi bộ số 6 nè em ơi. Bộ số 6 nha anh em, nó bộ số 6 này có này quay nha em ơi, không biết cái gì luôn, nó không để chữ luôn. Rồi quay nha em ơi, nó đề số loại quay nha anh em, số loại quay nè. Rồi biển số là 3858 luôn, quá đẹp nha anh ơi. 3858 số tiếng luôn. Số cặp số tiếng luôn anh em, 3858 luôn. Rồi lốc nè. 6706976 nha anh em. Hợp lệ số hợp lệ hết nha em ơi, hợp lệ hết sườn thì coi sườn ngay. Đó sườn ống đồng cũng hơi yếu nha em ơi. Ống đồng hơi yếu nha anh em. Có sao vậy nha anh em, ống đồng hơi yếu nha anh em. Về gắn xe cỏ ở Trung Quốc đồ ngon lành cành đào luôn, xe mất giấy đồ làm lại khó khăn anh em, gì lùi vô thôi. Ống đồng hơi yếu nha. Rồi bộ giấy số 6 này bán rẻ luôn. Bán này là 700 bao ship luôn anh em ơi. 700 bao ship luôn nha. Đó, cho anh em về vào xe mọc xe cỏ chạy luôn ơi, vào xe cỏ chạy ngon ngon là ngành đào luôn. Giờ bộ giấy Trung Quốc anh em giờ mua cũng có triệu rồi. Nó giấy mình giấy Nhật chỉ có 700 còn bao ship nữa, 700 bao ship đây anh em ơi, về mua để dành gắn xe chạy nha. Rồi bộ giấy số 7 nha anh em ơi, bộ giấy số 7 nha. Rồi biển rằng này có rợ ít nè, rợ ít không có quay để rợ ít đúng không ơi, rợ ít nha. Nó rợ ít nè, xanh đen nha anh em ơi, xanh đen 0377 số quá ok luôn, 0377 số quá ok luôn, 16 hai phòng nha anh em. Thì đăng ký là 29 nè, đề cao. Rồi số máy nè, 2104647. Rồi 2104647 nha em ơi. Sườn thì số sườn thì bao đúng nha em, bao đúng đi. Tại giờ quay qua đại em ơi, Tết nhất rồi. Giờ em chốt đơn tới 5 giờ chiều nha, 5 giờ chiều là em hết chốt đơn em ơi. Có miền Tây thì chốt từ ngày mai thôi, còn miền Trung miền Bắc thì chắc chiều nay là hết rồi em ơi. Sườn bao đẹp long lanh nha em ơi, sườn bao đẹp long lanh nha. Có luôn chống đứng nè, cần thắng nè. Có sườn đẹp long lanh không lỗi luôn. Sườn quá đẹp, bao VIP luôn.
Rồi 900 bao ship nha anh em ơi. 900 bao ship nha anh em. Nó bộ sườn này nè. Không đẹp không lỗi, đẹp này không lỗi luôn. 900 bao ship bộ giấy số 7. Rồi giấy số 8 nha anh em ơi, 16 mà 1 nè, 3151. Trời số đẹp không à. Thì kia này đánh con chó luôn mới được. 16 mà 1 3151 nha anh em ơi. Số quá đẹp nha. Này có quay rửa nha anh em ơi, rồi quay rửa nha anh em. Mà nó đề không chữ rửa, đang đề chữ quay thôi. Số đề quay anh em giờ quay gì cũng được. Lốc thì nè. 6435715. Hồi hợp lệ, số 3 hợp lệ, số lốc thì còn đẹp luôn. Lốc bao đẹp nha, không lỗi nha anh em ơi. Lốc mới lãng đầu luôn nè. Rồi sườn anh em ơi, sườn còn ngay thẳng nè, còn sơn đim đẹp luôn. Đó sườn đây là còn khá ok anh em ơi. Này ở dưới hơi lộn chẻ xíu thôi. Anh em về cạo rửa ra sơn lại, chống xét lại xài nha. Nói như hình này còn khá nè, còn 80% nè. Rồi bà để cái sườn này là 800 bao ship nha anh em ơi. 800 bao ship nha anh em ơi, tiền ship hết trăm mấy em ơi. Bán cái này là quá rẻ rồi. Bán giá rẻ còn bao ship nữa anh em. Nó như hình nha, 800 bao ship. Rồi bộ giấy alpha em ơi. Này gì vậy? Rồi này alpha 2.4 em ơi, alpha 2.4 nha. Alpha 2.4. 2972 em ơi, 2972. Số máy nè. 0504715160. Rồi hợp lệ em ơi, 0475160 hợp lệ nha. Quay 2.4. Màu xanh nha em ơi, màu xanh nha. Rồi lốc nè. Lốc rồi không lỗi luôn, có gãy ngọt con ốc thôi, gãy ốc cái chân nha anh em, ốc gãy ốc cái chân này anh về lấy ra xài nha. Rồi lốc này lốc mà đảng đậu luôn, lốc còn đẹp luôn, sườn nè sườn còn ok. Rồi ống đồng nè, ống đồng còn khá nha ơi, ống đồng còn khá nha anh em, ống đồng còn khá nè, để lâu không chạy nó bị xét nè, ống đồng còn về cui luôn anh em, ống đồng về cui luôn à. Nó kèm luôn cái cầm thắng trong đứng nè, nói chung là cầm thắng trong đứng về nó cũng. Rồi cái này cắt bỏ mày, này xấu quá cắt bỏ để lại để đi mày, cắt bỏ nha mày. Nó như hình là sườn không lỗi luôn. Nó này lỗi nhẹ mất hết quay nè. Mất hết quay nha, ống đồng như hình nè. Có sao vậy bắn sợi dây. Này anh em về sơn lại xài nha anh em ơi. Sườn còn đẹp khá đẹp anh ơi. Ống đồng còn như hình nha. À, nó không có mà nó bị bung sơn, bung nó không bị không nó không, không lủng nha mày, không lủng nha anh em. Rồi như hình. Rồi bán này là nay rõ rẻ luôn. Thường lần 1.4 triệu, nay bán này 2 triệu bao ship luôn. Luôn gọi lốc giấy luôn, 2 triệu bao ship luôn. Giá này chỉ giấy ngày Tết thôi mày, qua Tết rồi giá bình thường nha. Nay sổ rẻ luôn. Sổ rẻ để cho vợ đi thẩm mỹ lại, sửa cái hàm răng lại em ơi, để chửi quá chửi. Rồi xin chào lại anh em nha. Thấy bộ đường nào thì liên hệ em ơi.